Ngày 20 tháng 9, tin từ Ủy ban Nhân dân phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, sau đó gia đình có mang thi thể cháu bé tới Ủy ban Nhân dân phường để gây áp lực. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 19 tháng 9, bé trai NTG, 17 tháng tuổi, là cháu ngoại ông Lường Văn Sơn, SN1968. Ngụ phố Cường Thịnh, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, trong lúc ra phía sau nhà chơi bị rơi xuống mương nước dẫn tới chết đuối thương tâm. Sau khi phát hiện cháu rơi tử vong, gia đình ông Sơn rất bất bình vì cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự việc là gia đình đã nhiều lần làm đơn xin được xây tường rào bao quanh nhưng bị chính quyền từ chối. Mương nước nơi cháu mình tử vong được hình thành mới đây, sau khi chính quyền địa phương triển khai dự án thu hồi đất tái định cư, gia đình nằm trong diện quy hoạch nhưng chưa được đền bù, hỗ trợ. Để chống ngập và an toàn cho trẻ nhỏ, gia đình đã nhiều lần gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân phường Quảng Cư đề nghị cho gia đình xây tường rào bao quanh nhưng không được chấp thuận. Ông Sơn nói, cho rằng cái chết của bé rơi có một phần trách nhiệm của chính quyền địa phương khi không cho gia đình xây tường rào nên gia đình đã cùng với người dân địa phương đưa thi thể nạn nhân lên trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Quảng Cư để bắt đền. Ông Cao Thiện Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Cư, xác nhận thông tin gia đình đưa thi thể cháu rơi gây áp lực. Tuy nhiên, sau đó được chính quyền vận động, giải thích thì gia đình đã đưa nạn nhân về nhà tổ chức mai táng. Lên Ủy ban Nhân dân phường là đúng thực tế. Địa phương cũng đã cử đoàn công tác tới động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình kinh phí để tổ chức mai táng cho nạn nhân. Việc ông Sơn phản ánh đã nhiều lần gửi đơn lên phường xin xây tường rào bao quanh khu đất tôi chưa nắm được, vì mới được điều động về đây nhận nhiệm vụ. Được biết, gia đình bé trai rất hoàn cảnh khi mẹ đi làm ăn xa, bố ở trong trại, cách đây không lâu. Chị gái của cháu bé cũng không may bị mất. Tới đây, sẽ cho xác minh lại thông tin này, ông Long nói. Cháu đang được gửi người thân trông hộ thì xảy ra sự việc trên.